Giang tuyển thủ, đổ bộ đám cưới hùng dũng ai nấy phong trắng, riêng Duy Mạnh và Đức Huy chơi nổi. Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng thu hút nhiều sự chú ý khi có mặt tại lễ thành hôn của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Chiều tối 23 tháng 4, tiền vệ của đội tuyển quốc gia Việt Nam Đỗ Hùng Dũng vừa tổ chức lễ thành hôn với cô dâu người Tây Triệu Mộc Trinh tại một trung tâm tiệc cưới ở Long Biên, Hà Nội. Đến chung vui với cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội, ngoài huấn luyện viên Park Hang-seo, còn có đông đảo các đồng đội ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Đỗ Hùng Dũng không giấu được nụ cười hạnh phúc bên cô dâu xinh đẹp Triệu Mộc Trinh. Hôn lễ của vợ chồng tiền vệ sinh năm 1993 có sự hiện diện của huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Jun-hin, hai người thầy vui vẻ thu xếp thời gian đến mừng hạnh phúc của trò cưng. Chiếm nhiều sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ là dàn tuyển thủ cực phẩm của đội tuyển quốc gia Việt Nam với những cái tên đình đám như Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu. Đến dự ngày vui của Đỗ Hùng Dũng, thủ môn Bùi Tiến Dũng và các đồng đội ăn diện khá giản dị với áo phông và quần jean. Tuy vậy, anh chàng vẫn được khen bảnh bao không kém chú rể. Văn Hậu hào hứng trò chuyện với Đình Trọng. Như thường lệ, Trọng Miễn trở thành tâm điểm chú ý với vẻ ngoài thư sinh hiền lành, đốn tim bao thiếu nữ. Đức Huy gây ấn tượng khi diện áo phông có họa tiết ngộ nghĩnh đi đám cưới. Duy Mạnh cũng chơi nổi khi xuất hiện với áo phông xanh, anh chàng không ngừng nở nụ cười trong ngày trọng đại của đàn anh. Các cầu thủ của lứa U23 như Thành Chung hay Thái Quý đều có mặt. Sang Mỹ, Hoàng Anh tổ chức sinh nhật cho bà xã sơ sài giản dị đến không ngờ. Một buổi tiệc thật nhiều niềm vui trọn vẹn và đầy ý nghĩa đối với mình từ trước đến giờ, Quỳnh Như chia sẻ. Vào tháng 2, 2017, đám cưới của diễn viên Hoàng Anh và bà xã Việt Kiều tên là Quỳnh Như được tổ chức hoành tráng trong sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Đến tháng 9, cặp vợ chồng sinh được cô công chúa xinh xắn đáng yêu. Cuộc hôn nhân của nam diễn viên gạo nếp gạo tẻ gặp không ít điều tiếng bởi sự chênh lệch ngoại hình. Tuy nhiên, cuộc sống hạnh phúc của họ đã xua tan mọi dèm pha, bàn tán. Mới đây, khán giả vô cùng tiếc nuối khi Hoàng Anh quyết định tạm thời rút khỏi showbiz để sang Mỹ định cư, đoàn tụ cùng vợ con. Trước đó, trong một bài phỏng vấn, Hoàng Anh từng chia sẻ, việc để vợ và con gái bên nước Mỹ khiến anh không yên tâm, đôi khi con bệnh. Vợ anh vô cùng cực nhọc khi vừa đi làm vừa chăm sóc con. Vừa sang Mỹ được ít ngày, Hoàng Anh tự tay chuẩn bị tiệc sinh nhật ngọt ngào ấm cúng cho bà xã Quỳnh Như. Tới dự có đầy đủ các thành viên trong gia đình, bạn bè thân thiết, đồng nghiệp của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự ngày sinh nhật của mình. Một buổi tiệc thật nhiều niềm vui trọn vẹn và đầy ý nghĩa đối với mình từ trước đến giờ. Yêu tất cả mọi người nhiều lắm. Sẽ mãi luôn nhớ những giây phút ý nghĩa này. Bà xã diễn viên Hoàng Anh chia sẻ trên trang cá nhân. Các thành viên trong gia đình, bạn bè thân thiết đều có mặt trong buổi tiệc sinh nhật Quỳnh Như. Không gian đơn sơ của bữa tiệc. Đặc biệt, tiệc sinh nhật của Quỳnh Như không hề có đồ ăn Tây, đều là các món ăn quen thuộc Việt Nam. Bé gái nhà Quỳnh Như, Hoàng Anh. Quỳnh Như cười tươi rói hạnh phúc bên ông xã, hình ảnh cắt trong clip Hoàng Anh ôm hôn thắm thiết bà xã. Sinh nhật ấm áp của bà xã diễn viên Hoàng Anh diễn ra trong không khí ấm cúng và giản dị. Cúng cơm tuần thức thứ 3 cho anh Vũ, nhưng Hồng Vân lại mắc phải sai lầm tâm linh nghiêm trọng. Hồng Vân cũng thẳng thắn bày tỏ ý kiến sau khi bị mọi người nhắc nhở. Cùng gia đình lo liệu đám tang cho anh Vũ xong xuôi tươm tất, nhưng mỗi tuần thức, Hồng Vân vẫn là mâm cơm cúng người em thân thiết tại bàn trang điểm trong hậu trường, sân khấu kịch. Tới nay, đã là tuần thứ 3 kể từ ngày anh Vũ qua đời, nữ nghệ sĩ tiếp tục cập nhật ảnh đứng thực hiện thủ tục tâm linh cần thiết. Hồng Vân viết, anh Vũ ơi, chắc em sẽ vui lắm vì ai cũng nhớ tới em. Hôm nay là thức thứ 3 của em đúng vào hôm mình diễn ở cưới giùm nè. Vai diễn trong vở này là vai diễn đỉnh cao của bé Vũ, và nó gắn liền với em gần 20 năm trời. Sân khấu có làm mâm cơm cho em, gỏi gà, cháo gà đúng món em thích, về nhà ăn nha em, rồi nhớ phụ hộ cho sân khấu sáng đèn nghe chưa. Tuy nhiên, phía dưới phần bình luận, một số người cho rằng Hồng Vân đã mắc sai lầm nhỏ khi cúng đồ mặn cho anh Vũ. Theo tục lệ và niềm tin, tín ngưỡng đa số người dân, trong thời gian 49 ngày người mất nên được cúng đồ chay sẽ tốt hơn. Đọc được góp ý của mọi người, Hồng Vân nhẹ nhàng tiếp thu và cho rằng mình không biết tới điều này. Hồng Vân cúng gỏi gà, cháo gà, những món ăn mà anh Vũ thích khi còn sống. Mâm cơm cúng nhỏ bày tỏ lòng thanh thản của Hồng Vân tới người em đã khuất. Chị ơi, cho em có ý kiến chút xíu nha. Em nghe nói trong vòng 49 ngày, tức là 7 thức, mình cúng chay không cúng mặn sẽ tốt cho chú hơn đó cô ạ. Hồng Vân không biết rằng nên cúng đồ chay thay vì đồ mặn. Chị yêu ơi, cúng tuần cho anh Vũ thì tuần 5,
Tuần 7 là quan trọng nhất. Em nghĩ chắc ba mẹ bạn ấy buổi sáng vẫn mua quà sáng cho bạn ấy như khi bạn ấy còn, và mỗi ngày sẽ bới chén cơm, bảy lát gừng, chút muối. Nhiều nhà như em, ngày trước cúng mẹ khi mẹ mới mất. Mẹ còn mẹ thích gì, em vẫn nấu món đó, mời mẹ. Khi quy y, bao giờ? Tuần 5, tuần 7 cũng mâm đồ chay trước và sau đó là mâm mặn. Nếu như nhà có điều kiện, cách tốt nhất là có sư và các già tới những tuần đến trợ duyên tụng kinh cho bạn ấy là tốt nhất chị ạ. Nhang, đèn dầu nơi bàn thờ bạn ấy không được tắt chị ạ. Nhiều người nhắc nhở Hồng Vân về thủ tục tâm linh này. Mâm cơm lớn Hồng Vân cúng anh Vũ trong tuất tuần đầu, thành viên sân khấu kịch cúi đầu trước mâm cơm cúng cố nghệ sĩ. Môn 2K đá xéo ngừng 98 Lương Bằng Quang, vào nghề đã lâu mà không biết cách chiêu trò. Giữa lúc sự việc gây xôn xao, Môn 2K bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý, được cho là đá xéo ngừng 98 và Lương Bằng Quang. Môn 2K đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý như đá xéo chuyện chia tay của ca sĩ Lương Bằng Quang và hot girl ngừng 98 chỉ là chiêu trò. Ngày 19 tháng 4, trò chuyện với Danh Niu, ngừng 98 chính thức xác nhận cô và nam ca sĩ Lương Bằng Quang đường ai nấy đi sau gần 3 năm mặn nồng là do có sự xuất hiện của người thứ ba. Động thái chia tay này của cặp đôi khiến cư dân mạng cho rằng cả hai đang mượn chuyện tình cảm để PR sản phẩm âm nhạc mới của Lương Bằng Quang. Giữa lúc sự việc đang gây xôn xao dư luận thì hot girl Mon 2K, người bạn thân thiết của Ngưng 98 bất ngờ đăng tải dòng trạng thái điện ý. Cô viết, có cặp đôi ca sĩ hot girl đang lùm xùm PR cho cái MV. Thôi thì vô xem để ủng hộ view cho đôi bạn trẻ vào nghề đã lâu mà không biết cách chiêu trò, đang tắm biển Nha Trang tận hưởng nhưng vẫn ủng hộ hai bạn nha. Mặc dù không trực tiếp nhắc đến nhân vật nào, nhưng cư dân mạng đồn đoán người mà Mon 2K nhắc tới là Ngân 98 và Lương Bằng Quang. Chia sẻ về dòng trạng thái nhạy cảm trên, Mon 2K cho biết hiện nay chiêu trò dùng ồn ào tình cảm để PR sản phẩm âm nhạc xưa như trái đất nhưng vẫn được nhiều người áp dụng. Nhưng ai chỉ dựa vào PR sử dụng chiêu trò để tạo dựng giá trị sẽ không bao giờ tìm được chỗ đứng trong lòng công chúng. Được biết trước đây, Ngân 98 và Mon 2K có mối quan hệ khá thân thiết. Cả hai cô nàng từng làm náo loạn mạng xã hội vì thường xuyên tung ảnh gợi cảm, khoe thân táo bạo, cùng với những phát ngôn miệt thị người ngược phẳng gây sốc. Sau đó, cả hai chính thức lên tiếng xin lỗi dư luận và hứa thay đổi bản thân. Hiện tại, cả hai đều có những hướng đi riêng của mình nên không còn thân thiết như trước. Ngân 98 lấn sân làm diễn viên cho nhiều MV của ca sĩ, còn Mon 2K làm người mẫu và tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật để cộng đồng có cái nhìn thiện cảm hơn về mình. Tuy nhiên, hai hot girl vẫn nhận khá nhiều ý kiến trái chiều của khán giả. Lâm Vĩ Dạ bóc phốt tình của anh Đức thuê người yêu để giới thiệu với công chúng. Trước đó trong hậu trường, anh Đức nhất quyết xin đổi đội khi biết phải chung team với người yêu cũ Lâm Vĩ Dạ. Khi tham dự chương trình Nhanh Như Chớp phát sóng tuần qua, anh Đức tiết lộ mình vẫn bị xếp cùng đội Lâm Vĩ Dạ, dù đã cố gắng năn nỉ ban tổ chức hết sức để được ở cùng đội với các nữ khách mời xinh đẹp. Sau nhiều lần bị người yêu cũ liên tục bắt nạt, anh Đức không muốn bị Lâm Vĩ Dạ ám nữa. Nhưng lời đề nghị của anh vẫn bị từ chối kịch liệt. Đau đớn hơn, nam diễn viên nhìn sang đối thủ thì bị ngất ngay bởi vẻ đẹp của Chế Nguyễn Quỳnh Châu và hot girl Lan Hương. Lợi dụng thời cơ Lâm Vĩ Dạ còn chưa xuất hiện phía sau hậu trường, anh Đức đã dành không ít lời khen ngợi cho vẻ đẹp của Quỳnh Châu và Lan Hương, nhưng vẫn không quên kèm theo hàng chục lời than vãn về cô nàng người yêu cũ Lâm Vĩ Dạ. Mạc Văn Khoa đã có người yêu, Lâm Vĩ Dạ có chồng. Lương Huy, Lan Hương là cặp đôi yêu nhau, chỉ còn Chế Nguyễn Quỳnh Châu và anh Đức cô đơn, nhưng lại không được ghép chung đội. Sau màn nói xấu người yêu cũ phía sau hậu trường, anh Đức nhận ngay màn vùi dập của Lâm Vĩ Dạ trên sóng truyền hình, phỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lâm Vĩ Dạ tố liền anh Đức thường xuyên thuê bạn gái để giới thiệu với công chúng, không biết bây giờ còn làm việc này để lừa mọi người nữa hay không. Lâm Vĩ Dạ tố anh Đức thuê người yêu để giới thiệu. Chưa hết, nữ diễn viên còn cho hay, chính anh Đức là người năn nỉ ban tổ chức để được chơi chung với đội mình, khiến anh chàng không ngừng phân trần giải thích với khán giả. Tiếp lời Lâm Vĩ Dạ, Haruon thay mặt chồng làm mai liền anh Đức với Quỳnh Châu sau khi nghe cô nàng giới thiệu bản thân đang cô đơn. Trước đó trong hậu trường, anh Đức liên tục tung hàng loạt màn rải thính nhiệt tình cả Lan Hương và Quỳnh Châu. Song Quỳnh Châu không quên đâm thẳng vào tim anh chàng khi giới thiệu chàng trai trẻ Lương Huy đang im lặng ngồi lắng nghe hết mọi thứ. Chính là bạn trai của hot girl Lan Hương, điều này khiến anh Đức chột dạ đứng hình mất 5 giây. Chống chế cho việc mình vừa làm, anh Đức cho rằng những lời nói vừa rồi chỉ khen vẻ đẹp của hai cô nàng thôi, chứ chẳng có một ý định nào khác cả.
Chưa dừng lại ở đó, anh Đức còn bày chiêu cho Quỳnh Châu cách để giành lấy được giải thưởng 20 triệu, chính là tự gửi câu hỏi đến ban tổ chức về bản thân. Vừa được 20 triệu mà còn giới thiệu được bản thân để tìm kiếm một nửa cho mình. Chiêu khôn lỗi của bản thân Trấn Thành làm ai cũng phải bó tay. Trong hậu trường, anh Đức cũng thanh minh việc bị nghi thuê bản thân Trấn Thành PR cho mình, vì theo anh chẳng ai thích đi quảng cáo cái sự ế của mình. Bản thân nam diễn viên cũng tâm sự giờ anh bị mang tiếng dữ lắm, còn bị đồn mang giới tính thứ ba. Anh Đức sinh năm 1987, là diễn viên quen thuộc của làng hài, năm nay 32 tuổi. Nhưng cậu bạn thân thiết Trấn Thành vẫn lẻ bóng, khiến ông xã Harry Won nhiệt tình rao bán khắp các show truyền hình, nhưng đến nay vẫn thừa nhận đang ế. Anh Đức từng có mối tình với Lâm Vĩ Già khi cả hai học chung trường sân khấu. Diễm My Chinix khóc nức nở trước linh cữu mẹ, đau xót trước sự ra đi bất ngờ của mẹ. Nữ diễn viên Diễm My Chinix suy sụp bật khóc nức nở trong tang lễ vào tối 22 tháng 4. Sáng 22 tháng 4, các nghệ sĩ như Mai Thu Huyền, Trang Nhung, Xuân Lan gửi lời chia buồn tới Diễm My Chinix khi biết tin mẹ cô qua đời ở tuổi 59. Người đại diện của nữ diễn viên cho hay cô quá sốc và suy sụp tinh thần khi đối diện với tin dữ. Trong lễ tang diễn ra tại nhà thờ An Phú, quận 7, Diễm My Chinix khóc nức nở trước linh cữu mẹ. Phía nữ diễn viên cho hay bà Phạm Thị Phi Thoàng qua đời sau 2 tuần nhập viện vì sốt, không ai nghĩ bà ra đi nhanh như vậy. Hứa Vĩ Văn đến chia buồn cùng người em đồng nghiệp thân thiết. Diễm My đã òa khóc nức nở khi nghe những lời động viên từ đàn anh. Người đại diện của Diễm My Chinix cho hay cô đang trải qua những giây phút đau đớn tột cùng vì mất mẹ. Cô khóc rất nhiều, suy sụp và cảm giác bối rối không biết xoay sở thế nào trước biến cố lớn. Hứa Vĩ Văn từng hợp tác ăn ý với Diễm My Chinix trong phim Gái Già Lắm Chiêu, Chạy Đi Rồi Tính. Á hậu Thùy Vân đến viếng mẹ Diễm My Chinix từ rất sớm. Á hậu Diễm Trang nghẹn ngào chia sẻ nỗi đau mất mẹ của đồng nghiệp. Bạn trai của Diễm My ngồi lặng lẽ. Diễm My Chinix từng tâm sự bạn trai doanh nhân đã giúp cô thay đổi nhiều và suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống. Chuyện tình cảm của cả hai được mẹ cô hoàn toàn ủng hộ. Ba mẹ ly hôn khi cô mới 11 tuổi. Diễm My Chinix đã trải qua tuổi thơ khủng hoảng tinh thần, đầy khó khăn. Vì vậy cô càng thương mẹ nhiều hơn. Cô từng kể khi trưởng thành cô luôn nỗ lực làm việc chăm chỉ, cố gắng bù đắp những thiệt thòi cho mẹ bằng cuộc sống an nhàn tuổi xế chiều. Trong 2 tuần mẹ nằm viện, Diễm My Chinix đã tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật để ở bên chăm sóc bà. Tuy nhiên điều buồn đáng tiếc nhất với nữ diễn viên là không ở bên lúc mẹ nhắm mắt. Tang lễ của mẹ Diễm My Chinix diễn ra tại nhà thờ An Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang Đa Phước Bình Chánh vào ngày 25 tháng 4.